Mọi người đã bao giờ nghe thấy cụm từ đồ nữ dùng chưa? Đây, đây đồ nữ dùng thì nó sẽ như thế này đây. Chiếc này thì em vừa mới thu được của một chị gái luôn. Không hiểu sao mà chị dùng kiểu gì mà bụi nó bám vào những cái kẽ, những cái mắt dây của nó, nhìn nó đen đen, làm cho cái đồng hồ của mình nó nhìn nó sẽ bị cũ, mặc dù cái đồng hồ này giá trị rất là cao luôn, khoảng 500, nhưng mà chị dùng kiểu gì mà nhìn nó khá là cũ. Và em có dạy chị cách vệ sinh nhưng mà chị sợ vào nước, thì đến hôm nay em sẽ hướng dẫn mọi người lại cách vệ sinh đồng hồ. Mọi người cứ cho một ít xà phòng vào bàn chải, sau đó xả nước vào đồng hồ rồi chà như bình thường. Mọi người chà theo chiều xuôi của dây thì những cái này nó sẽ làm bay hết cái bụi bẩn ở trong mắt dây. Và phần khóa này em cũng chà luôn để cho sạch. Mọi người chà đi chà lại hai bên như nhau, rồi sau đó mọi người xả lại với nước rồi chà thêm một lần nữa để cho nó sạch hết xà phòng đi và sạch hết những cái bụi bẩn bám ở trên chiếc đồng hồ. Và mọi người cứ yên tâm, Rolex người ta đã sản xuất ra đồng hồ thì anh em cứ vệ sinh thoải mái, chà rửa thoải mái, nhưng mà tuyệt đối đừng đi bơi cho em là được. Đây, sau khi em vệ sinh xong và em lau sơ qua với khăn để cho nó khô đi thì được một chiếc đồng hồ như thế này, cải thiện tình trạng khá là nhiều. Trước đây thì nó đã có những bụi bẩn bám vào nhìn khá là cũ, còn đây là sau khi em vệ sinh xong thì nhìn chiếc đồng hồ đã trở nên mới hơn rất nhiều. Đây là em mới chỉ đánh qua với nước và xà phòng thôi, nên là anh chị cứ thoải mái đánh, vệ sinh và không sợ vào nước nha. Nhưng mà anh chị lưu ý cho em một phần là cái núm này mọi người phải vặn chặt vào, vặn thật chặt vào, bởi vì là nó chỉ có thể vào nước ở đây thôi, còn các phần khác, bộ phận khác thì nó đã có răng chống nước và nó cực kỳ khó vào nước luôn, và chỉ có duy nhất cái phần núm này là vào nước, nên mọi người vệ sinh cẩn thận.